Tại những cái size mà ballad nếu mình đi ở trung tâm á thì nó hay hát nhạc như thế này. Đó, ví dụ như anh có piano ballad này ha. Đó. Em nghe em trả lời cho anh được cái bài gì, nó quen không? Quen không? Đó. Giống những cái bài gì đó. Em có thể trả lời được không? À, em đã biết được rồi, em có thể vô đó làm được rồi. Đó. Một người như mãi lời đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Ví dụ như những cái chương trình mà của gương mặt thân quen, người ta có thể mời mình, tại vì mấy ông bạn anh có làm đó, chỉ đưa cái Yamaha lại đánh cho mấy ca sĩ hát, thì mình khi mình đánh với người nổi tiếng là cái level mình nó khác, mình đi đánh với người bình thường level mình nó khác đó. Cho nên là không phải là mình sánh họ, hay là mình sánh ngoại, hay là mình ấy ở họ hơn hay người kia ta hơn, nhưng mà cái cuộc sống mình nhìn khác. Thì những cái điều đơn giản này ha, lấy điệu trong đàn và tập, thì khi tập thì như nãy anh nói, cái bên này cứ mỗi cái như thế này là ra hợp âm, và ví dụ như bài đó là hợp âm, đó hợp âm bằng ba ngón, đúng rồi, ba ngón nói cao lên đó, tập theo nhịp, tập chậm này đó, nhà cứ tập như thế này và cảm nhận nó. Ví dụ như này, đây là buồn này đó, vui này đó, rồi bắt đầu mình tập khó hơn này, 1 3 5 8. Tại sao lại bài tập như vậy? Khi mình chơi bên nhạc không á, chơi nguyên bên nhạc á, thì mình chỉ là một cái người đánh piano hoặc đánh string theo thôi, chứ không có phải đánh cả. Nói cho nên là mình có một cái tầm vừa chơi được một đàn, nhiều đàn, chơi cỡ nào cũng chơi được. Nói chung là quất ráo, đừng có để chạy thành thoát. Rồi, ok. Tương tự vậy thì mình có thể lấy những cái tiếng gốc này mình nghe thử đó. Ví dụ tiếng guitar, nó cái cách chơi của guitar ở đây mình có demo này đó. Thì mình muốn thử chơi cái tiếng guitar cũng phải tập ngón cho nó tốt. Khi nào mà tay nó mềm ra như nước vậy là thành công. Đó. Rồi những cái mà ở trên mạng ai cũng chạy hết, giống như bắt lợn rồi đánh xô kiểu kiểu đó, thì bolero cha cha rồi mít, thế là xong. Nhưng mà cái cao hơn đó, là mình phải một lòng đam mê, rồi một lòng là để mình phục vụ cho tất cả mọi mọi dạng khán giả. Bài nào mới mình có thể đánh được, ví dụ như ra bắt tông, ví dụ như cái bài Bố Yêu của Bích Phương chẳng hạn, nó là nó dụ cho nó là nó hot đi, mình đánh nó theo sao, vô rồi đó. Ví dụ như mình đánh được vậy rồi thì mình nghe được à, trong này nó có cái điệu gì nó giống cái bài đó, chứ không phải bài nào cũng remix. Thì cái remix là giống như kiểu mà thằng cồn vậy đó, nhiều khi á, nói thì đụng chạm, nhưng mà giống như thằng cồn nữa thì bài nào cũng remix, không biết thì mình mới remix. Anh đi soi biết mà, khi mà giống thằng cồn tao chơi tới rồi đó, tao chơi luôn đó, chơi luôn cho nó có. Nhưng mà thực ra nhiều người người ta không có chịu, người ta không có chịu. Nên là ví dụ như cái bài đó thôi, mình nói, à nghe cái giai điệu nó là bossa nova chẳng hạn, là mình chọn đúng cái điệu như vậy thì nghe nó ra nó mới na ná vậy á, thì một số người họ sẽ chấp nhận cho mình. Và khi họ đã chấp nhận rồi á, nếu mà mình về nhà mình khi đó mình cấp độ mình giỏi hơn á, mình sẽ tự sản xuất những cái style bossa nova hay là gì đó cho người ta đánh, cho người ta hát nó giống vậy luôn. Ở đây thì tôi có trong này đó là Words nó nằm ở đâu nhỉ? Entertainment Disco Fox rồi Fox Tango đây, ở trong cha cha Tango thì chắc chắn sẽ có Bossa Nova, nó nằm ở trong cái dòng này đó. Nó na ná vậy thôi, khi mình biết biết được thì nó không không vậy là khó nữa. Bossa Nova sao kiếm khó vậy? Pop 8 bit, quick, tango, rumba, swing, G, G cái điệu G, 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 G và này cũng quan trọng mà. Cái G và Pop không phải trong này. Cứ kiếm kiếm cái nào có thôi. Kiếm kiếm có được rồi mình hiểu được nó
là mình hiểu những cái điệu cơ bản rồi á, mình mới đây flat bossa nova đây, Latin samba đây ha, nằm ở trong cái điệu này đó. Đó, nó na ná vậy mà nó nhanh hay chậm thì mình bắt đầu bắt tempo một. Đó, đó đó, đấy là chỉ điệu đàn thôi này. Chậm quá, nhanh lên tí nữa. Đó, hay đấy đó. Yêu không, yêu không, hay nói một câu. Hay đó là một cái kiểu mà trào lưu. Rồi ví dụ như cô gái mét rưỡi mét hai gì đó thì mình có thể đệm được, thì nó cũng đơn giản thôi chứ không có khó. Rồi là khi mà mình muốn mà mùi mẫn thì cứ là bài ballad mà mùi mẫn, để ví dụ để cô gái hay là tỏ tình gì đó hoặc là thất tình gì đó chẳng hạn, ví dụ như Trịnh nhìn Quang Tèo thất tình thì mình có thể là kiểu này đó. Hoặc là piano ballad như nãy em nói, hoặc power ballad đây. Tầng 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 đó đó. Ở đây thì mình có power ballad, mình có thể đánh được này. Đó là kiểu mà đơn giản thôi. Còn trong những cái reducer anh tạo ra thì nghe cái giai điệu nó khá là giống hơn, nó thực tế hơn và cái trống của nó sẽ mạnh hơn. Này. Đó. Cũng là bài đó nhưng mà chơi bằng cái gì bạn này. Về control hết tất cả những cái này, khi nào update cái gì mới á thì anh sẽ làm clip hướng dẫn, và cả những cái mà mình trong cái trường hợp mà bất khả kháng á, mình không có cái slide á thì mình phải nghe hết cái slide này để mình lấy để mình có thể chơi được, và mai mốt lỡ có nâng cấp đàn khác lên thì mình cũng phải ngồi mò mẫm từng cái như vậy. Đó, trong những cái trường hợp mà mình tự làm cho mình hết nó cũng không khó lắm. Nên đừng có phụ thuộc tới giờ này, nếu mà đi đánh show á là đừng có phụ thuộc vào máy với là intro nhiều quá, tại vì nếu không đánh giỏi thì sẽ không bao giờ có show. Bật kéo kéo lên hát hay hơn, đó là cái điều phũ phàng mà là như vậy luôn. Em đi đi chơi em chứng kiến rồi, nó nếu mà không hay thì dẹp đi, chơi kéo kéo sướng hơn, vớ vẩn không có đánh đâu, không có tiền đâu. Nói mình cái Là đó sao thấy đem ọt ra mà thấy sạc ra anh bắt nhạc đàn vậy, ca mà vậy không buồn lắm có em ạ. Thật anh đi gặp trường hợp nó buồn lắm, vậy thì bác cũng thả. mới chớp chớp mới ra nghề rồi không có không theo kịp không đàn không ca có cơ hội đâu, cho nên là bắt đầu mình đánh học tới chơi tới luôn, tới là tới luôn, còn nếu không đi chọn nghề khác cho nó khỏe, cho mình cũng khỏe và người ta cũng khỏe, đỡ mất thời gian. Nữa mình thà nếu mình đam mê vậy mình có thể làm bầu show hay gì đó cũng được, còn nếu mà không cố gắng là nó vậy, nói ra nghe nó phũ phàng nhưng mà thực tế là như vậy. Tại sao mà tụi anh làm những cái đàn đơn giản như thế này để mọi người, nếu thực sự mình lọc được cái ai đó mà họ thực sự mà họ giỏi thì họ sẽ theo, họ sẽ tới luôn. Ok.